Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý cô chú anh chị, xin chào tất cả các bạn ha. Và hôm nay em đã có mặt tại chùa Đại Tà Xua để chia sẻ hình ảnh đến tất cả quý cô chú anh chị và Phật tử gần xa là chùa Đại Tà Xua đang chuẩn bị các khâu là tiếp đón Phật tử gần xa. Chùa đang chuẩn bị lễ khánh thành kiết giới sinh mang ngôi chánh điện mới ha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị lần đầu tiên xem được video clip của kênh em thì cô chú anh chị đăng ký cũng như là bấm nút like ủng hộ kênh của em để nhận được nhiều video mới. Và em sẽ ghi hình ảnh chùa Đại Tà Xua các khâu đang chuẩn bị chi tiết nhất có thể để giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị xem ha. Rồi ok. Và bây giờ mời tất cả các bạn và cô chú anh chị và các Phật tử gần xa cũng như là chúng ta sẽ hướng vào bên trong công viên của chùa, chiêm ngưỡng toàn cảnh là chùa đang chuẩn bị lễ khánh thành kiết giới sinh mang và chuẩn bị các khâu khác nhau. Và bây giờ thấy có nhiều anh em buôn bán nhỏ lẻ cũng như là bán nước mía rồi đây vân vân, đây có bán rồi nè. Ở đây đã chuẩn bị ha. Bỏ viên hả? Đây chiều cũng như là có người là người tham quan rồi đúng không? À, có người. À, chiều đông lắm hả? Rồi ok. Vậy là chúc chị may mắn ha. Và buôn bán đắt á. Lễ càng đắt hơn nữa ha. Tại vì Phật tử sẽ đến đây tham quan buổi chiều là có rồi. Cũng đông rồi. Lễ còn 2-3 ngày nữa là sẽ vào chánh lễ thôi của chú anh chị. Đây các khâu buôn bán của các anh chị gần xa, các lô tô hay là nhặt sống, nước ngọt vân vân đã có mặt cũng như là chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là đợi ngày chánh lễ mà thôi. Đây chùa Đại Tà Xua là không cách xa bao nhiêu cây số từ thành phố Sóc Trăng ra đâu anh em. Và chúng ta sẽ đi từ từ vào bên trong khuôn viên chùa. Đây đó là khâu nước ngọt, khâu quần áo nè, giày dép, lô tô, nhặt sống, vân vân. Nói chung là khi mà có lễ khánh thành kiết giới Sima chánh điện là có anh em Phật tử gần xa đến đây buôn bán lẫn tham quan hang của chú anh chị, coi như là một cái triển lãm vậy đó. Tại vì lễ kiết giới Sima là một cái lễ rất là đặc biệt trong Phật giáo Nam Tông Khmer. Khi mà ấn định một Sima tinh thần chánh điện thì lễ được tổ chức rất là khang trang ha. Wow.
và chúng ta sẽ tiến dần dần vào bên trong khuôn viên chùa ha, để có con chị gần xa đến đây buôn bán. Buổi chiều là có đông tử, đông anh em, đặc biệt là mấy em thanh niên ha, anh em thanh niên tuổi trẻ đó đến đây tham quan rất là nhiều. Đó, thích đi chơi, thích đi phượt, thích đi tham quan nhà trí vân vân ha. Đây chú đang làm phu chẳng sma phu. Hey lục y, lục y trong nghe nhạc nhạc khăn luôn đi nha, cho xe chạy xuống cái gì, xe chạy xuống mọi người ta đi xuống luôn. Ồ, mền mùng áo vải ở đây đầy đủ luôn, mền mùng áo vải ở đây đầy đủ luôn nè, chiếu áo gối nè vân vân, màn cửa rèm cửa dớ này vân vân đầy đủ. Đây nói chung là chuẩn bị xong 100% rồi anh em ơi. Chỉ là đợi ngày vào lễ cũng như là các Phật tử đến tham quan mà thôi. Còn các khâu khác. Đâu đáng, còn chỗ bạn đâu ngồi được đâu. Các khâu đã chuẩn bị hết rồi. Hy vọng là sẽ có Phật tử đến đây tham gia buổi lễ càng đông càng tốt ha. Để nhà chùa có một số tiền cũng như là có nhiều tài chính để mà trả tiền xây dựng nhà chùa ha. Đó. Đây đây có bắt cây cầu. Đây có cây cầu. Đường ba bốn hướng luôn ha. Đường đan hướng này nè, một hướng nè. Đường đan theo bờ kinh một hướng nè. Đó, tất cả cô chú anh chị Phật tử gần xa có thể tham gia buổi lễ đi bằng bằng con đò hay là con ghe cũng được ha. Hay là dò lãi đâu vân vân. Còn hướng này là đi từ Bãi Gác đi vào ha. Hướng từ Bãi Gác quốc lộ 53 ha. À, quốc lộ 1A. Từ Bãi Gác vào đó. Còn đây cầu bắc qua kinh nhỏ để mà tiến vào bên trong khuôn viên chùa. Đó, cô chú anh chị hiểu nôm na như vậy. Nếu mà cô chú anh chị đi từ Trà Vinh hay là Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Phước, An Giang có thể đi bằng đường Cần Thơ hay là đường Trà Vinh được ha. Còn đi từ Cà Mau, Bạc Liêu thì đi đường Bạc Liêu, đường quốc lộ 1A đó. Thì bên trên và bên dưới Sóc Trăng nằm giữa ha. Đây có thêm cây cầu nữa. Trước cổng chùa là có một cái cầu bắc qua một con sông nhỏ nè chú chị. Cầu Pháp Huệ 16, cầu Pháp Huệ 16. Cầu Pháp Huệ 16. Đây là cổng chùa Ampovanaram. Đại Tà Su hay của chú anh chị. Và chúng ta sẽ tiến vào bên trong khuôn viên chùa xem các khâu chuẩn bị của nhà chùa như thế nào ha. Hai bên lối vào khuôn viên chùa là có các vị thần đó múa cũng như là chào đón Phật tử gần xa ha. Đây các vị thần đang múa cũng như là chào đón các Phật tử gần xa đến đây tham quan chùa cũng như là chúc phúc cầu an đến tất cả Phật tử gần xa luôn may mắn và mạnh khỏe an nhàn, là mang phát đạt nha quý chú chị. Đây cũng chào lớp thứ hai.
Và tiếp theo là để Đức Phật hoàn thành chánh quả, giác ngộ ngay cổng đi vào là có chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giác ngộ ha. Đó, có bức tượng đá sa thạch luôn, đó, màu xanh xanh đục luôn, đá sa thạch. Rồi bên nào mối, bên trên mối à? Long Phú. Ở đâu? Ở đâu đem gì? Ở đâu đem? Ở tượng. Chọc chơi. Ấn Độ ba đó. À. Cái tượng Ấn Địa em hóa. Chà. Ghé chơi với Ấn Độ lắm á. Xong chưa? Xong 100% chưa? Xong 100% chưa? Xong 100% chưa? 99 rồi. 99 rồi hả? Ờ, 99 là xong rồi đó. Rồi, đúng rồi, Khánh Thành mới chăm chăm đó. Còn chăm chăm nữa là ghép chọn xong rồi đó. À, vào bên trong nữa thì chúng ta bắt gặp một lễ đài hay của chú anh chị. Lễ đài của nhà chùa đang chuẩn bị hoàn thành rồi, 99 thôi. Đó, nếu mà 100% chừng nào qua lễ là 100% đó. 99 nha anh em, chú anh chị. Đây là lễ đài tiếp đón Phật tử gần xa. Và các khâu được chuẩn bị cũng như là sắp xếp rất là gọn gàng ha. Từ cái cảnh cũng như là đây chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, cũng như là ngôi đền chúng ta cúng dường, rồi chỗ các thượng tọa, các hòa thượng từ các chùa được mời đến sẽ miễn lễ ở đây ha, quý chú chị. Âm thanh ánh sáng vân vân đã chuẩn bị ha. Đó, quý chú chị thấy chưa? Các Phật tử xịt nước rửa cái nền. Xịt nước hả chú? Ờ, xịt nước. Mình nước cho sạch nhưng cho nó bụi. Tới lúc mà lễ chánh lễ rồi ta đi nhiều, Phật tử đi nhiều á là bụi. Ở đây xịt cho sạch hết. Tại vì còn xi măng, hơi xi măng á. Xịt càng nhiều càng tốt mà. Xịt tối đa luôn. Đây là ngôi chánh điện ha. Đây bản thông báo các ban Khánh Thành này của chú chị, các ban Khánh Thành cái sinh mai ngôi chánh điện mới chùa Đại Tịch xuống ngày 5 tháng 4 năm 2024 nè. Đó, ngày 5 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Và đây có nhiều Phật tử đến đây tham quan hay của chú chị đó, thấy chưa? Để cô chú anh chị Phật tử buôn bán cũng là góp phần có mặt tại đây rồi ha. Chiều chiều người đông không cô? Đông lắm hả? Rồi gì hả? Rồi. Tại ở đây cũng như là khu đông dân cư, khu đông dân á, người ta ở đây tham quan chơi nhiều. Như cũng như là gần tỉnh á. Rồi. Cô đây chú Tăng nổi tiếng bên Campuchia nè, nổi tiếng bên Campuchia có bán luôn nè. Đây Phật tử gần xa bốn phương đã có mặt rồi.
Còn mấy ngày ngày năm tây vậy là bữa nay 29 rồi. 7 ngày một tuần 30. Ha. 30 hả? Vậy là còn một tuần. Còn một tuần đúng luôn đó. Một tuần luôn. Là ngày 4 tây là chiều ông xe trời. Nhưng mà 4 tây đúng rồi, 4 tây không tới một tuần đâu, mình nói 6 ngày đi cũng là một tuần rồi. Là bắt đầu buổi chiều ngày 3, buổi chiều ngày 3 đá xi ma. Ba dòng chánh điện. Ngày 5 đó mới vô xi ma. Đặt đá xi ma ngay Hồ Xi Ma. Sáng cắt băng ngày ngày 4 á, sáng cắt băng. Cắt băng ngày 6. Ngày 7 chứ. Kìa cái bảng cho bá kìa. Cắt băng đó thì ngày 5. Cắt băng ngày 4 ngày 5 đó. Thì cắt băng ngày 5. Ngày 5 là vô sao mà cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ngày vào lễ đó. Rồi ok, là ngày 5 ngày cắt băng đó. Đây có bảng thông báo nè, lễ cắt băng Khánh Thành nè. Ok luôn, ngày 5 tháng 4 năm 2024 mình cắt băng buổi sáng đó. Và mời tất cả các bạn và tất cả cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi kim ngưỡng các khâu chuẩn bị ha. Các khâu chuẩn bị tiếp đón Phật tử gần xa, cũng như là các khâu mà triển lãm lịch sử Đức Phật, kiếp sự của Đức Phật ha. Đây khu này nè, dòng chánh điện là lịch sử và kiếp sử Đức Phật được triển lãm xung quanh chánh điện. Đây cô đang cạo sơn, cô làm cho xong, hai ba ngày nữa là bắt đầu là lễ kinh thành, theo tây nó dễ. Bây giờ thứ sáu tuần sau. Thứ sáu tuần sau là năm tây. Đó là kinh Đá Xi Ma, hành Đá Xi Ma ba dòng chánh điện buổi chiều á. Sáng hôm sau là buổi sáng là lễ kinh thành cắt sợi bô. Cắt băng á. Cắt băng đó. Một bữa thì mày ba tây đó là người phải nhất nặng tay kia. Ba tây năm tây với người thứ sáu ta lại. Thì cô ở đây chụp cái tay luôn nè, làm dọn dẹp thường xuyên luôn mà. Ở đây cả mấy cần sơn xót xót ha. Xót xót đi sang lại kia. Dạ. Sang rồi. Dạ. Đây, cô được hưởng phước rất là nhiều ha. Dọn dẹp, vệ sinh, công viên cũng như là cả. Dạ. Cổng đi vào đi lên chánh điện đó các bạn. Đây toàn cảnh các khâu làm là lịch sử Đức Phật, lịch sử của Đức Phật. Đây thấy các Phật tử chu băng tại chùa, băng vào bàn tay các em, xa xa các ông sư đang xem xét cũng vậy. Mà nó quay trở chẳng rồi nhưng nó mà rốt. Ô thôi thành thôi. Và bây giờ mời tất cả các bạn lên ngôi chánh điện ha. Để chúng ta xem chánh điện còn thiếu sót hay là đầy đủ phần nào rồi. Đây em đang đứng là hướng đông ha các bạn. Cô chú anh chị. Hướng đông của ngôi chánh điện. Và chúng ta sẽ đi lên phần trên ngôi chánh điện. Khi chúng ta bước lên thì chúng ta sẽ bắt gặp tượng Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp đến chúng sinh ha. Rồi giảng pháp đến các đệ tử của ngài đó. Đây các chú các anh Phật tử như là ban quản trị chùa đang đào Hố Xi Ma ha. Đây Hố Xi Ma được đào rồi. Rồi rất là may mắn. Hơi đâu, hơi đâu vô. 1 2 3 ô trời nữa. Đó.
không phải thưa bá là tôi đây. Này nghe ngọt chùa Đại Tật Xu hay của chú anh chị, chùa Đại Tật Xu được tham gia lễ hội đu ghe ngò là có số thứ tự là 18 hay của chú anh chị. Đây là phần kho cũng như là chỗ để ghe ha, đó có hai chiếc ghe. Ghe mới và ghe cũ ha. Đây đường đan từ hướng quốc lộ 1A đi vào chùa hay của chú chị đường đan đó.
mày không ăn không? Chẳng hả? Mày giỡn năng nữa. Bà ngồi ngò đi hoài nè. Ê vô ơi. Tự em ngồi thương thương ăn đây rồi đấy. Đây mấy anh mấy chú đang làm cái cầu thang bắc qua bên đây, chú anh chị. Chà, Lưu Dương Hải á, Ba Động á. Ồ, Ba Động á. Nó Dương Hải luôn á. Nói chung đi. Có vũ á. Vũ hả? Vũ tiếng á. À. Dương Hải đây. À. Lưu Dương Hải đây. Ờ. Ồ. Anh Cùng Sơn đó. Chà, chà. Đây chùa Tòa Lạc ngoài đồng có gió thổi mát mẻ ha. Chà. Đây xa xa nhặt sống hát ở đây nè. Đây gạp bán nước mía cũng đã chuẩn bị xong rồi. Còn 6 ngày nữa là ngày chánh lễ thôi anh em.